ngày 4 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày mùng 2 tháng 12 năm Tân Sửu, tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chùa Tỉnh Hội, ấp dứt Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trang nghiêm tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 và đề xuất phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022 chứng minh và tham dự hội nghị có hòa thượng thích nhật quang, ủy viên thường trực hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng chư vị tôn đức phó trưởng ban thường trực ban trị sự, trưởng các phân ban, văn phòng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam 11 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Tham dự phiên họp còn có đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Nai và thành phố biên hòa. Tại hội nghị, Đại Đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký Tổng hợp đã trình đọc báo cáo công tác Phật sự trong năm 2021 của Phật giáo tỉnh. Dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời sâu sát của Hòa Thượng trưởng ban, ban trị sự, ban thường trực và sự phối hợp hỗ trợ của đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể các cấp, các ban chuyên môn Phật giáo tỉnh cùng 11 ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện thành phố trực thuộc và các tự viện trong toàn tỉnh đã hoàn thành tốt công tác các hoạt động Phật sự. Đặc biệt trong năm 2021, ngoài việc đóng góp nhân lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Phật giáo Đồng Nai còn đóng góp vào quỹ vaccine với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng và các công tác an sinh xã hội ổn định đời sống nhân dân là 128 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng ghi nhận và tuyên dương công đức 84 tình nguyện viên là tăng ni Phật tử trẻ phát tâm đi vào tuyến đầu cùng với y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ để lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tiếp đến, Đại Đức Thích Đạo Huy, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022 của Phật giáo tỉnh. Theo kế hoạch năm 2022, các ban chuyên môn sẽ đẩy mạnh các hoạt động Phật sự thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế để không ngoài mục đích đưa Phật giáo tỉnh nhà gần hơn với quần chúng nhân dân, giúp bà con nhân dân có đời sống an vui, hạnh phúc. Đại diện cho các cấp lãnh đạo chính quyền phát biểu, ông Nguyễn Quốc Vũ, trưởng ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và lời cảm ơn đến Phật giáo tỉnh Đồng Nai trong năm 2021, đặc biệt là sự chung tay trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ông hy vọng và tin tưởng rằng tiếp nối những thành tựu đã đạt được, Phật giáo tỉnh nhà sẽ đạt được nhiều kết quả tuyệt vời hơn nữa trong sự nghiệp hoàn pháp lợi sanh, góp phần ổn định và phát triển xã hội. Ban đầu từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Nhật quan tán thán tinh thần hòa kính, tương trợ lẫn nhau của chư tôn đức thành viên ban trị sự, tăng ni Phật tử đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mang lại an vui cho đồng bào địa phương. Năm mới, Hòa thượng mong rằng tăng đoàn hòa hợp, xây dựng Phật giáo tỉnh nhà phát triển theo đúng phương châm của giáo hội cũng như chủ trương của Đảng và nhà nước. Hội nghị khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể người tham dự, chư Tôn đức tăng ni Phật tử được khích lệ tinh thần xiển dương chánh pháp và lợi lạc quần sanh.